Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu trên quốc lộ 32C nối huyện Lâm Thao với huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bất ngờ bị sập dưới dòng nước lũ đục ngầu. Có người và xe cũng đang di chuyển trên cầu. Cầu Phong Châu được xây dựng vào năm 1995 với chiều dài 375m và kết cấu dàn thép đã được sử dụng hơn 20 năm. Hiện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông cho biết các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm cứu nạn. Hiện chưa xác định được thiệt hại về người và tài sản do nước chảy xiết. Xuống nước xong thì không phải buông mà cả người cả xe xuống theo nhau rồi cháu nghĩ là không xuống đáy thì cũng gần đến. Không bắt đầu cháu lấy hết sức hơi thì cháu thở lên được, đẩy lên được thì lên đến bờ thì gần như cháu hết hơi rồi. Tức là gọi là ngoi lên mặt nước thì cháu vẫn xác định là không sống được. Ngoi lúc ấy là mà buông xe rồi thì coi đúng chỉ đúng rồi, một mình cháu lên xe lên mặt nước. Thế bác này lúc mà bác đang đi qua thì cái cảm giác như thế nào mà thấy nó rình rình đằng sau thì cứ nghĩ là xe gì mà nặng tải thế mà nó thấy nó rình rình, cứ nghĩ là nó rình theo kiểu dạng nhịp cầu nó rình thôi. Thế xong thì chưa kịp phản xạ quay lại thì đã ở dưới mặt nước rồi, ở dưới nước rồi. Mình đi về bên mình hay mình đi về sang anh em người nhà, các bác người nhà ra ngoài. Thế lúc ấy thì bác may mắn là bác vớ được cái gì thì bác là em bơi một đoạn thì em vớ được cái chuối, xong em cứu thì người ta cứu em. Tức là ông đây có thuyền không hay là thuyền của cái thuyền này. Chú tên là vâng báo về vâng ạ à, vâng. Chú họ tên là gì ở địa phương nào? Em là Phan Trường Sơn, em ở khu 10 Hưng Nội. Phan Trường Sơn ở khu 10 Hưng Nội. Bão số 3 là cơn bão đặc biệt mạnh, hình thành phía đông Philippines và đã trở thành siêu bão trên Biển Đông, là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua. Sức gió gần tâm bão đạt cấp 16, giật trên cấp 17 và khi đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, gió đạt cấp 13, giật cấp 16 cho tới cấp 17. Bão lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng, bao gồm 121.500 hecta lúa và hoa màu bị ngập và hư hại, 5.027 hecta cây ăn quả bị hư hại, hơn 1.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi. Tại tỉnh Quảng Ninh, sức gió mạnh cấp 12 cho tới cấp 13, giật cấp 16 đã làm hàng nghìn cây xanh gãy đổ và gây hư hại cho nhiều cơ quan, trường học, bệnh viện. Toàn tỉnh có hơn 1.000 ô lồng nuôi hàu bị mất, 336 hecta lúa bị đổ ngập, nhiều nhà cao tầng, trụ sở cơ quan bị hư hỏng, 2.083 nhà bị tốc mái, 6 phương tiện vận tải thủy, 1 tàu du lịch và 18 tàu cá bị chìm. Tại Hải Phòng, khoảng 5.000 hecta lúa đang trổ bông bị hư hại, 1.750 hecta rau màu, 1.000 hecta cây ăn quả và 400 hecta hoa, cây cảnh cũng bị ảnh hưởng nặng. Thiệt hại ở Hải Phòng vẫn đang được thống kê. Tỉnh Nam Định, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, gió mạnh cấp 9 cho tới cấp 10, giật cấp 12 cho tới cấp 13, đã làm thiệt hại 5.000 hecta lúa, 230 hecta cây hoa màu, 130 hecta ngô hẻ thu, 20 hecta cá da trơn và 220 hecta tôm thâm canh. Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Hải Điền bị thiệt hại nặng do nước. Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Hải Điền bị thiệt hại nặng do nước tràn vào và thiết bị hư hỏng. Huyện Giao Thủy, Nam Định có 200 hecta nuôi trồng thủy sản bị ngập, trong đó có 2 bể nuôi tôm thẻ bị chết và 58 hecta hoa màu bị ngập. Các lực lượng chức năng đang tiến hành bơm tiêu để phục hồi sản xuất. Tỉnh Hải Dương báo cáo khoảng 10.000 hecta lúa bị đổ, 1.600 hecta rau màu bị dập nát và hơn 600 hecta cây ăn quả bị gãy đổ. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 150 tỷ đồng. Tỉnh Thái Bình ghi nhận thiệt hại nặng nề với 28.000 hecta lúa bị thiệt hại từ 30 cho tới 70%, 27.000 hecta thiệt hại trên 70% và 18.000 hecta lúa đổ bị ngập úng. Các công trình đê điều và tuyến kè, bờ sông cũng bị sạt lở. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Sáng ngày 9 tháng 9, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã A Lù, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai cho biết,
Vào khoảng 3 giờ sáng nay, một vụ sạt lở đất đá đã xảy ra tại thôn Phìn Trải 2, khiến 7 người mất tích. Ngay lập tức, lực lượng ứng phó tại địa phương đã huy động hơn 200 người để tìm kiếm và cứu hộ. Tuy nhiên, công tác này gặp nhiều khó khăn do mưa lũ. Trong khi hỗ trợ di chuyển khu vực sạt lở, ông L.A.G, trưởng thôn Trung Hồ, xã Trung Lèng Hồ cũng đã bị mất tích. Tại xã Dền Sáng, anh Phùng Láo Lở, một người dân xã Nậm Trạc, bị thương do bị nước suối cuốn trôi từ đêm ngày 7 tháng 9 đến nay, hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa lớn trên diện rộng, dẫn đến ngập úng và sạt lở đất ở nhiều nơi trong tỉnh Lào Cai. Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm 7 người chết, 9 người bị thương và 7 người mất tích. 65 ngôi nhà bị ảnh hưởng ở các địa phương như thị xã Sapa, Bảo Thắng, Văn Bàn, Bắc Hà. Hơn 248 hectare sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại, cùng với nhiều tuyến đường và công trình thủy lợi bị sạt lở và hư hỏng. Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính trên 7 tỷ đồng. Tối ngày 8 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Trần Sĩ Thanh đã phát đi công điện số 12 yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và chuẩn bị ứng phó với thiên tai trong thời gian vừa qua. Công điện nhấn mạnh rằng bão số 3 đã gây mưa to, dông lốc ở Hà Nội, làm gãy đổ nhiều cây xanh, mất điện ở một số huyện và gây ngập úng cục bộ. Dù thiệt hại về người và tài sản đã được giảm thiểu nhờ sự chủ động của các cơ quan chức năng, mực nước các hồ và sông đều đang ở mức cao và có nguy cơ xảy ra mưa lũ tiếp tục. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban ngành và các địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau. 1. Khắc phục hậu quả bão số 3, tăng cường giám sát thời tiết, thiên tai và ứng phó kịp thời, đồng thời hoàn thành công tác thống kê thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh môi trường và phục hồi sản xuất nhanh chóng. 2. Triển khai các giải pháp cụ thể, sở y tế, đảm bảo chăm sóc tốt nhất cho người bị thương, hướng dẫn phòng ngừa dịch bệnh, sở lao động thương binh và xã hội, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người mất và bị thương, sở giáo dục và đào tạo, đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay lại trường, sở xây dựng, xử lý cây đổ, đảm bảo nguồn cung nước sạch, sở tài nguyên và môi trường, hướng dẫn dọn dẹp vệ sinh môi trường, sở công thương, đảm bảo cung cấp hàng hóa cứu trợ và ổn định giá cả. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phục hồi sản xuất, hỗ trợ thiệt hại và xây dựng phương án sản xuất vụ đông. 3. Đánh giá và cập nhật phương án ứng phó. Các địa phương cần tổng kết công tác ứng phó thiên tai trước đó, cập nhật các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, đặc biệt chú trọng đến các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng như Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, Ứng Hòa và Mỹ Đức. Công điện nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị sẵn sàng và chủ động ứng phó để đảm bảo an toàn tính mạng và giảm thiểu thiệt hại tài sản cho người dân. Đến chiều ngày 8 tháng 9, đã có 21 người tử vong, 229 người bị thương và 25 tàu thuyền bị chìm, hơn 8.000 ngôi nhà bị hư hỏng và nhiều đường dây gặp sự cố, nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề, với hơn 100.000 hecta lúa và hoa màu bị ngập úng, cùng với 6.900 hecta cây ăn quả bị hư hại, hàng nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản cũng bị cuốn trôi. Các địa phương hiện đang nỗ lực khắc phục, Phú Thọ đã yêu cầu người dân di rời khỏi khu vực nguy hiểm, Thái Nguyên đã di rời 133 hộ dân và đang xử lý thiệt hại từ bão. Bắc Ninh hiện đang tập trung khắc phục các công trình và nhà cửa bị hư hỏng, trong khi Thanh Hóa báo cáo nhiều diện tích nông nghiệp bị thiệt hại và nhà cửa bị hư hỏng. Bộ Công an đã huy động hơn 100.000 người và hàng nghìn phương tiện để hỗ trợ ứng phó với bão và mưa lũ, đảm bảo an ninh trật tự và giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.